Nhem ơi, bây giờ nhá, hai bạn phải làm việc. Bây giờ ấy, hai bạn phải làm việc thì mới có nghe ăn nghe chưa? Bạn này nhìn đây, bây giờ phải làm việc thì mới có nghe ăn nghe chưa? Nghe chưa? Đứa nào mà làm việc tốt thì chị mua nhiều thức ăn cho đứa đấy. Nào con này. Rồi. Này không được. Làm việc thế này thì không được. Nhìn em nhem này. Đấy, thấy chưa? Phải dùng lưỡi thì mới nhiều bọt được. Nào. Đấy, thấy chưa? Đấy, em nhem làm việc rất là tốt nhá. Lại kỵ mũi vào. Mũi thì khô căng, khô queo này. Nào, nhem làm cho anh Sơn xem.